Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một dự án cách lan anh em. Để tham gia dự án này tất cả anh em đi phần liệu mô tả mở cái video Telegram, mở Telegram cái mục start chatbot nha bạn. Thì mình sẽ get được 5 token Tesla nha các bạn. Một token Tesla một token có hiệu là TCDC của khoảng 6 đô cho một token các bạn. Ông cho này góp này. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn cho nên gấp nha các bạn. Các bạn cho thể chính chat nha bạn. Hello Win. Continue. Rồi bạn mới đáp lên các bạn. Tại Twitter thì các bạn follow fanpage nữa nè. Thường thì trên bot mà chatbot nhá, 5 kèo mà về được 3 kèo là tỷ lệ mình đạt lắm các bạn, mình không thấy về gì hết. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Dự án Tesla này trước kia mình có làm dự án. Rồi tiếp tục thì các bạn like và tweet nữa các bạn. Token này sẽ đi lên sàn băng cái kè swap các bạn, chạy trên tán BNB Sebastian các bạn. Rồi bạn bấm đáp lời. Rồi bạn bấm nhập đi tên các bạn. Tiếp tục bấm đoan nha các bạn. Tiếp tục mình gọi là đường link từ Twitter, đường link profile từ Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở từ Twitter mình lên, các bạn nhấp vào ba cho trên cùng nữa các bạn, các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn, các bạn nhập ba gạch trên cùng và bấm vào chia sẻ nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Các bạn mở con bot lên nè. Con dán vào đây nha các bạn. Các bạn có thời gian rảnh rỗi thì làm nè bạn. Một khi nó về được tốc cần giá cao rất là có giá trị luôn các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain. Có thể các bạn dùng địa chỉ với BNB trên hoặc là dùng bạn đi dùng địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Để xây dựng bot này. Các bạn mở địa chỉ với chút chocolate cho mình ra các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn sao chép địa chỉ liên kết nữa các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH trên chiếc chocolate của mình cũng được các bạn. Rồi các bạn ở chatbot này. Rồi bạn bấm gỡ nha các bạn. Tiếp tục bấm don. Join này group channel. Rồi các bạn join vào kênh channel. Các bạn join vào kênh follow từ kênh Twitter nha các bạn. Đây Telegram nha các bạn. Rồi bấm set nè. Rồi tiếp tục thì bạn join vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Thì tài khoản của mình nè, Twitter mình nè. Ok, vậy video này cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.